À trời ơi, đói bụng quá à. Đi bữa giờ mà mình chẳng kiếm được cái tí vải à, tí gì để mình ăn nữa. Trời ơi. Hello các bạn ha, chào mừng các bạn đến với channel mình. Mình là Haki TV đây. Trước khi vào video bạn nhớ like, share, đăng ký channel mình. Và nhớ ủng hộ mình nha. Và nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả người trong team tốt. Và đăng ký thêm kênh là biết đổi sinh tối xem mình live stream. Và tất cả người trong team tốt live stream nha. Và nào muốn nói chuyện cùng mình hoặc chơi game thì nhớ tham gia link Discord mình để dưới phần mô tả nha bạn nha. Giờ bắt đầu video mới của mình thôi. Ôi giờ mình phải đi vòng vòng để kiếm đồ ăn nữa nè. Ủa có cái gì đây, bãi rác nào đây thì mà không biết trong đây có chắc còn tí đồ ăn hay tí gì đó để cho mình lục quá, để lục tới đây. Có người dễ liền thôi. Mình không để con người biết được. Con búp bê nãy đâu ra vậy, đem về được ta? Đem về để trưng phòng khách cũng được, thấy cũng đâu bị hư gì đâu, sao ai dục vậy? Ủa trời hay là ủa chị này cầm mình về rồi. Trời ơi chết tại, nhưng mà mình cũng phải dễ dàng con búp bê được chứ không, để cho người ta biết được mình là con búp bê, nhưng mà mình có linh hồn bên trong. Nhưng mà giờ mình để cho mọi người biết là chắc chắn họ sẽ là phá nát mình luôn á, sợ hãi luôn nên thôi. A few moments later. Ngồi xuống. Ừ hên quá. Ok không, được không rồi đó, phát hiện. Để đi nóng quá đi tắm đi coi. Thôi ui chị nè, chị đi tắm á, để coi có gì đây. Nào gì ta, na bi á. Ủa như chị đó đi vô để mình đi coi cái lục lọi có tí gì ăn không ta. Đó bụng quá à. Ủa có đồ ăn này, có trái cây nè. Ôi hên quá, trong mấy ngày nay mình đang đói nữa. Ý ui dồi, đóng cửa lại mình là đừng làm ồn. Ồ quá wow, nhà này quá trời luôn. Ủa có mấy con cá bông nữa nè, quá trời đồ đẹp luôn. Trời ơi, ủa mà cửa kia mở vậy sao, nhà chị này mở cửa tan quen ta, đóng cửa lại. Chị bê có người chị bay đâu, đi đâu em bay gì vậy? Rồi quá, đừng yên mày ơi, người ra gì đâu ra, nó đây mày tốt hôm vậy nay, hôm nay em mới gọi là à, mua ta? Được hai hộp pizza ăn ngon quá, không ăn hết trên gửi chị. Trời ơi. Trời ơi, hôm nay mày tốt vậy, hôm nay trời mưa quá trời đất ơi. Trời ơi, ai vậy? Ăn ngon không chứ em thấy em hợp vị lắm á. Ủa gì vậy? Thích gì ra bụng quá vậy mày? Trời ơi, rồi, bà ăn gì bà sáng rồi đó không? Gì vậy? Bánh của mày đó ông quỷ. Trời ơi, có đâu mà đúng rồi. Trời chị chứ đâu. Trời cho chị này sáng nè. Chị ổn không? Chị ổn không? Còn sống chị ổn không? Hơi thúi nha. Ôi, đau bụng quá. Người. Đâu ra con búp bê nhìn mặt thấy gớm vậy? Búp bê của tao, đi về đi mày. Trời ơi, bà chơi bậy bạ đó, nhìn mắt thấy cái gớm mà. Thôi đi về, ghê quá. Ủa rồi, cho anh chị Nabi á, chị Nabi cũng là người nhặt mình bán gái về đây mà mình cũng kiếm được tí đồ ăn á. Thôi, qua giúp chị, qua trả thù giùm chị á. Đi thôi. Đây, mình có một cái sức mạnh rất là thú vị đó. Mình sẽ ám, mình sẽ cho người này gặp lời nguyền á bạn ha. Nhưng mà giờ thì mình sẽ kiếm cách để đi vô nhà đấy. Không lẽ mình phải đi vô bằng cửa trước không ta? Mở cửa ra và chui vô được. Chui vô nhanh kiếm chỗ trốn nè. Có khi nào? Ok, đợi mình xíu, mình sẽ triệu hồi ra những kỹ năng của mình nha. Triệu hồi kỹ năng. Đó là đây. Những kỹ năng lời nguyền đây. Ok, giờ mình sẽ được thôi, mình sẽ ám chân người này dính lời nguyền các bạn ha. Trời ơi, gấu ơi, hồi nãy có gặp có con búp bê mặt xấu quắc, xấu mày nữa. Trời, hết hồn. Đấy chưa. Trời sạch hả, trời sạch hả, u là trời. Trời sạch hả. Ừ rồi. Nè. Ủa hồn, chim mét bay lượn tùm lum. Núp vô. Cái gì vậy ta? Ủa, hôm nay mình nhớ đâu có báo gì đâu mà động đất luôn ta. Trời ơi, u là trời. Gì vậy? Nhà mình mất phá. Cho nhiều vô bạn ơi, cho nhiều vô. Ở nhà mình mất lấy, ôi là trời. Cái mùi nó chú quá cà trời ơi. Ôi trời, cái gì vậy? Đi, núp vô bạn ơi. Cái này, ôi là trời, trời cái gì vậy? Ôi, thấy không ổn mày hả? Dính lại. Mở cửa không được. Ủa, người đó dính lời nguyền hả bạn ơi? Ở kìa, rồi, kéo bùng bệt vô bên trong rồi. Cái gì đây, chết rồi, nhà mình hình như là bị ma ám rồi cho. Ôi là trời ơi. Mình sẽ cho cái chỗ này nó coi như là đi đời luôn để trả thù cho chị nãy chị kia cứu chết mình mà. Rồi phải kêu thầy trừ tà tới mượn. Ui là trời, trời ơi, năm ơi Phật rồi, đừng phá con trời ơi. Đốt cho trẻ hết luôn. Ui là trời hết luôn bạn ơi. Ui rồi đồ ra khỏi làng á, ghê quá.
Dọn. Ủa? Lấy ra mấy giường rồi lấy kem cái bồn cầu đó lấy, trời ơi. Thôi, là ó, mình sẽ không cho la đâu. Để cho cái chỗ nhà nó ếm mới mật luôn bạn ơi. Đâu rồi. Lấy thêm cái bồn tắm nữa. Ủa rồi. Trời ơi, bố người ta ma ám. Vậy, ám gì? Rồi, mình cho cái nhà này cháy luôn nè. Ủa rồi, thôi, mình chắc mình quậy vậy đủ rồi. Thôi, mình nên quay về chỗ lại nhà chị nãy đây, thì như chị Nabi đúng không? Nhà tên Bi. Bi, cô. Ủa rồi, chạy về nhanh bạn ơi. Đúng hoàng. Cô. Đâu rồi trời ơi. Gì vậy? Ây da. Ngồi lại cho cũ liền bạn ơi. Nguyện quá. Mày bị điên rồi con quỷ này. Ê, vô con thấy con quỷ này đâu ta. Ờ không sao. Ôi chị ơi, nhà em bị ma ám. Ma ám. Nhà rồi bị ơi. Ma ám gì? Đúng rồi. Tự nhiên trong nhà đang bị ma ám kìa. Tự nhiên cái nổ đùng cái xiên rồi cái trời chỗ nó cháy nguyên cái nhà luôn. Thôi đi mày bị ảo tưởng, mày coi phim điếc mày thùng. Ảo tưởng. Ủa rồi. Thôi. Lại đây nè. Cho mày ăn nè, tao mới vừa đau bụng xong tao mệt quá luôn á. Trời ơi, bụng dạ gì tầm này nữa, em mà em sợ rồi. Dễ tin em, dễ tin em. Thôi, tao đem con búp bê đi vô phòng đi mày. Lại chỗ này để chỗ mình ăn. Thì có con búp bê xấu quá mày, đem vô hoài. Thôi, lại mày đem em vô phòng nữa rồi. Ôi, dục nó ngủ rác đi. Dịu duyên quá, búp bê của người ta. Con búp bê gì xấu quá à. Rồi, ngồi đi luôn rồi. Ồ. Ủa, chị Nabi đi nó lại chị ta. Wow. Đi qua nhà tôi nè, trời tính tôi đi. Rồi. Phòng chị Nabi nè. Đâu để mình xem coi. Ở chỗ này có con mèo, quỷ mèo. Hình như hai người đó đi đâu rồi ta? Chắc qua nhà chị áo đen nãy rồi, để mình đi qua mới được. Mình sẽ du quan giá quả lần ạ. Nè, được nè. Mình sẽ cất cái bếp này trong nhà chị áo để y. Coi chừng bị phê. Chị thấy chưa? Cái nhà của mình đổ gà vậy. Trời ơi. Thôi. Chết em rồi, thôi em dọn đồ, em đi đây, em sợ cái nè. Cái nhà này trời ơi, đang trời sáng chân về ma cỏ cái gì? Cái thằng quỷ. Trời ơi, ma cỏ nó đâu có lựa thời gian để nó vô nó ám mình đâu chị. Mình bỏ cái tiền vô trong cái chỗ trong cái tủ trong cái chứ cái quỷ nào. Ý, chỗ này có đi qua được luôn á. Ủa được lắm. Chị phải tin em thấy không? Chị phải tin em. Chị vô cái két sắt nhà em làm gì? Thôi coi mày có cứa gì em chổng không? Trời, két sắt nhà tôi mà chị vô thì mọi người rồi. Của chị Vinh kia rồi. Ý, đúng không? Rồi giờ nè. Giờ nè, chờ tính tôi đi. Tôi đi ra khỏi làng với tôi, chứ tôi thấy cái làng. Làng ghê quá bà ơi. Ủa gì vậy? Cái gì đây? Chị thấy rồi kìa bạn ơi. Gì? Toilet nè. Nabi. Ê, thấy nè. Con nào mất dạy. Cái bóp này. Cái bóp này của tao nha mày. Bóp nào của bà, tôi không giữ cái bóp nào của bà hết á. Tại sao cái bóp tao có ở nhà mày? Mày biết. Cái đó sao tôi biết được. Cái gì? Bóp bà đâu? Bà đưa cho con. Nè. Mày thấy cái này cái gì không? Wallet Nabi. Không hề lấy luôn. Thôi, mày trả lại cho tao. Mày qua nhà tao cho đã. Mày nãy mày cho tao uống nước sọ để tao ra bụng đúng không? Tao biết rồi nha. Rồi mày lấy tiền tao đúng không? Ok. Không có luôn á. Cái đồ dụng sọ là đúng nhưng mà giờ cái vụ đó sai. Tôi không hề lấy cái đó. Chống ra ngoài. Úi trời, trời. Nhà tao là chỗ để mày qua. Mày hả? Mày muốn phá hay cái gì? Trời ơi. Sao bà kỹ tôi dữ vậy? Ây da. Chị thật là quá đáng. Chị là bé. Chị bé bé con bé. Còn kia là con bé. Chui vô phòng, chống nhanh. Ta chừng chuyện hai người kia chắc đang cãi vẫn cãi lộn ngoài á ta. Chị Nabi về. Ừ, như đây mới được. Ừ. Ui rồi. Ok. Giờ mình sẽ có kế hoạch cho này thứ hai tứ vị ơn nè. Biến mất cái ghế rồi, biến mất. Ôi, chị chưa phải hẹn á, biến mất. Biến. Ủa rồi. Cái gì vậy? Tỉnh ngủ rồi hả? Biến mất từ cái bộ quá bạn ạ. Biến. Cái gì vậy trời? Sao nhà tao tự nhiên mất tiêu hết vậy? Tao chuẩn bị phát hiện các bạn ơi. Biến mẹ. Ơi, ủa? Sao con búp bê nó ở đây? Rồi, đứng. Bình tĩnh bạn ơi. Ai nhớ để nó bên đây mà. Chạy. Biến mất. Ủa sao mình biến mất cái chỗ đó không được ta? Kỳ vậy? Gì? Trời, chị Nga Bi cứ nhìn mình hoài ta, xảo à. Gì vậy trời? Ê, thằng búp bê mày ra đi ra đây rồi. Đúng. Hello. Ông ma hả trời? Ôi da.
Số 2. Không biết bay thì mày biết di chuyển hả? Đương nhiên là phải biết di chuyển rồi. Hello. Chơi cái gì vậy nè? Đi chạy. Bim. Thôi rồi, thôi, mình lên đi kiếm gì đó ăn quá vậy. Bí mắt. Ủa rồi. Bí mắt. Cho cái nhà này banh chành luôn. Thôi chắc mình lên đi thôi. Ô tôi dây. Vậy cái gì vậy? Nghe tiếng ai thất thanh vậy con? Bà bé đâu? Bé. Có người qua dưới lòng đất. Mình nên đi. Đâu bà dưới lòng đất vậy? Mình nên đi kiếm chỗ. Trời ơi. Trời ơi, cái này là đáng đời lắm. Nhà tao có ma mày, con búp bê nó di chuyển được. Con búp bê nó di chuyển được. Cái vậy nhà tôi cũng có ma, để tôi nói mà. Không ta, không luôn ạ. Nhà búp bê hồi nãy tao lụm về á, nó di chuyển được mày ơi. Ê nó kìa. Cái con vậy con búp bê nào? Ba bị khùng. Nó kìa. Dạ sao nó bay, sao nó bay? Con nào? Ú, hết trơn luôn rồi. Không gì đâu, mình dùng tới đây. Ui là trời, dễ ghê quá. Thôi, không được rồi. Thôi ra. Mình nên đi kiếm một nơi nào khác để sống thôi. Ai đây ra cũng sợ mình hết trơn rồi. Rồi, đi thả bạn anh. Đi. Ý, trời, lại gặp đứt kìa. Để cho chút xíu á bạn à. Bum, chạy. Ý rồi. Đi luôn rồi. Thôi, đây. Mình nên đi ra khỏi làng đi. Không là mọi người lại bắt được mình, lại đem đốt mình nữa. Nằm cái làng cho luôn. Chạy mình lên chạy xa khỏi cái làng này đi. Thôi được rồi, thôi video tới em tới giờ. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu như bạn nào thích video này nhớ like, share, đăng ký cho mình. Và nhớ ủng hộ nha, và nhớ ủng hộ qua đăng ký tất cả rồi cho em tới nha bạn nha. Bye bye. Chúc bạn ngày tốt lành.